Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ làm cái clip này để chia sẻ với mọi người về một cái vấn đề khi mà cái bạn này có cài cái game Audition ấy. Thì bạn đấy bị lỗi xóa đi cài lại vẫn không được, và chúng ta cứ mở cái game Audition ra thì nó bị đít ra ngoài ấy. Thì còn mình có nhận cài nhé. Thì bạn nào mà sửa mãi không được thì các bạn có thể liên hệ bên mình có nhận sửa. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta không sửa thì chúng ta có thể sử dụng cái cách. Thực sự ra thì cái lỗi này có rất là nhiều các cái loại lỗi khác nhau, tuy nhiên mình sẽ chỉ cho các bạn cái phổ biến nhất và cái cách dễ nhất. Còn những cái cách kiểu như nâng win các thứ thì mình sẽ không thể hướng dẫn được, bởi vì nó sẽ rất là rắc rối, với lại cần có nhiều dụng cụ. Ok, thì để chúng ta có thể sửa được cái lỗi này, chúng ta nên tải cho chúng ta một cái phần mềm, đó là VPN. Phần mềm này có cho phép chúng ta đổi cái IP máy tính. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái server là Game VIP. Và chúng ta sẽ chọn cái game để kết nối là Audition. Đây là những cái game mà nó cần có cái sử dụng VPN thì chúng ta mới có thể chơi được ấy. Thì chúng ta chọn về Audition. Sau đó chúng ta ấn connect. Tuy nhiên cái phần mềm này là nó có tính phí nhá. Thì đây mình cho các bạn coi. Thì bảng dịch vụ mua cái phần mềm này. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy. Đối với mình thì mình có lấy công, nếu mà gia hạn 6 tháng thì mình có lấy cả công của mình là 500.000. Là mình đã mất 320.000 để mà gia hạn rồi. Còn không thì chúng ta mua một tháng là 60.000. Các bạn sẽ tải cái VPN này về và chúng ta gia hạn cái phần mềm VPN để chúng ta có thể chuyển cái IP. Các bạn có thể tải bằng cách chúng ta lên Google, chúng ta điền cho mình cái từ VPN. Sau đó thì chúng ta ấn vào à nhầm Việt VPN nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ mình xin lỗi Việt. Chúng ta sẽ vào trang web và chúng ta sẽ tải về. Đó, thì sau khi chúng ta tải xong, các bạn sẽ cài đặt ra. Sau khi cài đặt ra xong thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đăng ký tài khoản, thì chúng ta sẽ ấn vào tài khoản. Các bạn sẽ ấn vào tạo tài khoản. Sau đó chúng ta sẽ tạo cho chúng ta một cái tài khoản. Cái này đơn giản thôi. Sau khi các bạn đã có tài khoản rồi, bây giờ mình sẽ đăng nhập cái tài khoản mình nhé. Bạn nào mà không có tài khoản, các bạn có thể sử dụng tài khoản của mình. Tuy nhiên thì mình không có đăng ký tiền đâu, cho nên là nó sẽ các bạn chỉ có thể phải nạp tiền vào thì chúng ta mới có thể sử dụng mật khẩu là tính 9001 nhé. Đó, tên là khoản mang tính PC, mật khẩu tính 9001 nhé các bạn. Thì chúng ta sẽ, nếu mà các bạn không muốn tạo tài khoản thì các bạn có thể dùng cái tài khoản của mình cũng được. Các bạn sẽ điền tên tác nghiệp là mang tính PC, mật khẩu là tính 9001. Sau đó thì chúng ta ấn vào gia hạn dịch vụ. Và sau đó thì chúng ta sẽ gia hạn cái dịch vụ, giả sử một tháng đi. Sau đó các bạn sẽ gia hạn và chúng ta sẽ đăng nhập vào. Như vậy là sau khi gia hạn xong thì chúng ta sẽ ấn vào account. Ở đây thì các bạn cũng điền như vậy, bằng tính PC, mật khẩu tính 91, 5.000. Sau đó chúng ta ấn server, các bạn sẽ chọn đúng cái server game và chúng ta ấn connect. Ở đây thì mình không có gia hạn cho nên nó không có connect được. Các bạn ấn connect, sau đó thì chúng ta sẽ vào lại game xem có lỗi không nha các bạn nhé. Ok, thì clip mình chia sẻ đây thôi. Nếu như chúng ta thấy hay và hữu ích thì chúng ta hãy ấn nút like đăng ký kênh của mình.